Trong Yên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương. Trước khi chúng ta đi về những bản tin thì cho Nguyên dành vài phút tâm tình. Gần đây nhất thì Nguyên đã nhận rất là nhiều những cái mail phiền nàn và những câu hỏi. Đặc biệt là những bác bận tâm, mấy bác thường hỏi Nguyên ơi, con có bao nhiêu cái kênh? Ủa cái kênh đó phải là của con hay không? À cái kênh này kênh kia? Ủa tại sao mà Nguyên có nhiều kênh vậy? Những cái câu hỏi đó mấy bác gửi cho Nguyên rất là nhiều trong thời gian gần đây. Thì các bác cũng biết á, cái làm cái chương trình trên mạng xã hội này đó thì chúng ta có đa dạng người. Và Nguyên nói thực tế là từ lúc mà Nguyên làm cái YouTube, cái nghề nghiệp này đó, bởi vì mình có cái ý tưởng muốn đóng góp một cái phần nào đó, đặc biệt là bảo vệ Biển Đông, nên là cái kênh Thời sự Biển Đông nó mới được thành lập ngày hôm nay. Mục đích chính là như vậy, khởi sự là như vậy. Sau đó thì bởi vì cái nhu cầu và nhiều cô chú anh chị em thúc đẩy, rồi từ lúc đó thì chương trình nó mới lớn rộng. Là một cái quá trình, một công sức nó dài, nó nhiều năm. Và không phải riêng biệt cá nhân của Nguyên, và là một rất là nhiều người trong gia đình và cả luôn những người mến thương đã nỗ lực để mới có những cái chương trình mà phục vụ cho các quý vị mỗi ngày. Thì các quý vị cũng biết đó, là người ta ăn cắp rất là nhiều những cái video của Nguyên. Người ta đăng lên, người ta ăn cắp từ video, sau đó người ta ăn cắp tiếng nói để người ta đăng lên kênh của người ta. Khi các vị cũng biết là khi làm như vậy đó, người ta kêu là ăn cắp trí tuệ. Ăn cắp trí tuệ. Nguyên nhiều khi các vị cũng biết là nhiều việc làm quá. Bây giờ cái đi khiếu nại cô này, khiếu nại ông kia, khiếu nại bà nọ thì cũng không khiếu nại hết. Vì cái kênh này lên thì nó vừa xuống thì có cái kênh khác nó lên ngay lập tức. Và không biết bao nhiêu làm như vậy. Cái điều đó thì cũng chưa đến cho Nguyên phải phiền nàn. Mà cái phiền nàn nhất là họ ăn cắp danh tánh của mình. Họ ăn cắp tên tuổi của mình. Họ ăn cắp hình ảnh của mình. Để họ lường gạt người khác. Cái điều đó Nguyên mới sợ. Các quý vị cũng biết là hiện bây giờ nó có gai rất là nhiều kênh. Giống như kênh là kênh Đặng Thế Nguyên. Họ viết tên họ của mình vào. Họ viết tên họ của mình vào. Họ lấy hình ảnh của mình vào. Họ đang mạo danh mình. Và cái điều đó nó đáng sợ. Vì trên mạng xã hội có biết bao nhiêu người. Họ biết ai là ai đâu. Họ không nhận định được. Và Nguyên sợ nhất là người ta lấy danh tánh của mình để lường gạt người khác. Và cái điều này là bắt đầu đang phổ biến rất là nhiều. Và mấy ngày hôm nay thì Nguyên nhận rất là nhiều những tin phàn nàn về cái điều này. Cô chú anh chị em, hiện bây giờ Nguyên chỉ hoạt động chỉ có hai kênh duy nhất, không có kênh nào hiện bây giờ hết. Cái kênh hiện bây giờ Nguyên đang tâm tình với các quý vị, đó là cái kênh Thời sự Biển Đông. Mà chúng ta vào lúc 1 giờ trưa chúng ta sẽ nói về tình hình cuộc chiến tranh hiện bây giờ nghe, là do Thái và Hamas. Và cái kênh thứ hai vào lúc 3 giờ ở tại châu Âu là 9 giờ tối của Việt Nam, chúng ta sẽ nói cho cái kênh CND Trần Vức Việt. Và chúng ta sẽ nói về tình hình của Ukraine và Nga, đó là chủ đề chính. Còn Nguyên chưa bao giờ làm cái kênh gì khác cả hiện bây giờ vì không có thời gian. Nguyên có một cái kênh du lịch mà vẫn chưa có thời gian để mà làm việc cho nó tốt. Vì cái thời gian của mình làm việc nó quá nhiều trong cái giai đoạn này. Không có thời gian mà không có đủ nhân lực để mà có thể làm những cái chủ đề nó mới mẻ. Làm những cái ý kiến trong cái tâm tư của mình, có suy nghĩ. Thì các quý vị thông cảm cho Nguyên. Nếu các quý vị thấy những cái kênh nào đó, các quý vị có thể support để mà yểm trợ cho Nguyên về cái lãnh vực này. Vấn đề là người ta mạo danh mình. Và Nguyên sợ là mấy bác bị người khác lường gạt. Nhiều mấy bác bị người ta lường gạt và người ta mạo danh. Và cái điều đó thì mong mấy bác yểm trợ cho Nguyên nhiều. Thứ hai nữa là Nguyên khẳng định là Nguyên không có chơi bất cứ một trên trang mạng xã hội nào cả. Nếu các bác nào thấy nào ai đó liên lạc với các bác, hay các bác liên lạc với ai đó với cái trang mạng xã hội với cái hình ảnh của Nguyên, với cái tên của Nguyên, là đều là những vấn đề giả mạo hết. Nguyên không có bất cứ một cái đối tác nào trên bất cứ một trang mạng xã hội nào cả. Nguyên chỉ có liên lạc qua mail và thôi. Vì lý do là bởi vì Nguyên không có thời gian. Và nếu liên lạc với trên mạng xã hội á, mấy bác mà viết mà Nguyên không trả lời đó, thì nó cũng khó xử. Mà Nguyên cũng không có thời gian nào mà có thể làm hết được việc đó. Nguyên chưa có đủ điều kiện để mướn thư ký. Nên là mấy bác thông cảm cho Nguyên, khi nào một ngày nào đó mọi sự việc nó ổn định và Nguyên có thời gian và có nhân lực để làm và có những cái câu trả lời thì Nguyên sẽ trả lời cho mấy bác. Và chúng ta có một cái trang mạng riêng để mà tâm tình nói chuyện.
Nên là mong các bác cũng có thể là giúp đỡ và yểm trợ Nguyên bằng cách là những cái gì mà không phải là đến từ chính gốc, chính nhà sản xuất, chính nhà xuất bản thì hãy nên khiếu nại giùm. Đó là câu tâm tình trước chương trình và Nguyên sẽ nói nhiều cái vấn đề này trong thời gian dài. Thì về cỡ này có nhiều của chú anh chị em bị người khác lợi dụng tên tuổi của Nguyên mà làm điều đó. Đó là chúng tôi xin lỗi mà bắt buộc phải nói. Vì không nói thì sẽ có rất là nhiều những chuyện phiền phức nó sẽ xảy ra trong những ngày kế tiếp. Các cô chú anh chị em thông cảm. Vì cái điều này nó không thể để cho người ta lợi dụng danh tánh của mình mà để người ta lường gạt người khác được. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em bản tin hot vừa nóng vừa thổi vừa an vào bữa thứ hai. Đó là cái điều bất ngờ trên cả bất ngờ. Đó là cái sự thay đổi chiến lược của Do Thái. Đầu tiên thì chúng ta suy nghĩ rằng là Do Thái sẽ đưa ra một cái chiến lược rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là đánh xong miền Bắc rồi giải phóng miền Nam. Đó là cái chiến lược mà chúng ta nghĩ là như vậy. Và Do Thái trong thời gian vừa qua đang làm một cách rất là suôn sẻ, với cái tốc độ rất là thần tốc. Có thể nói là bây giờ diện tích đất đai của lực lượng Hamas mà đang kêu là quản lý nó càng ngày nó càng ít đi. Và cái chiến lược của Do Thái cũng đem lại rất là nhiều thành quả, đặc biệt là cái số binh sĩ tử vong của Do Thái nó rất là ít. Nhiều khi cả ngày không có một binh sĩ tử vong, và nhiều khi cả tuần chỉ có vài binh sĩ tử vong. Thì cái điều đó là cái điều, cái chiến lược mà nó đem lại cái hái được cái thành quả với cái đường lối quân sự của Do Thái khá là chuẩn. Nhưng mà Do Thái đã đổi chiến lược. Lý do Do Thái đổi chiến lược làm cho cả thế giới chiều ngày hôm qua lo lắng, vì Do Thái sẽ mở rộng cái cuộc lùng săn bắt chuột cống Hamas. Có nghĩa là không chỉ có tập trung ở miền Bắc mà cả đi xuống miền Nam. Khi lúc đó tình hình miền Bắc chưa giải quyết xong, còn nguyên nó là còn một cái diện tích nhỏ thôi. Nhưng Do Thái lại không giải phóng hoàn toàn miền Bắc, nhưng ngược lại Do Thái là kích hoạt cái vấn đề xuống miền Nam. Lý do người ta lo thì các quý vị cũng biết đó, là cái số lượng mà di biến động dân cư đó, có nghĩa là dân sơ tán đó, cái câu từ ngữ của phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam đó, từ lúc Covid thì Nguyên mới biết cái từ ngữ là di biến động dân cư. Thì di biến động dân cư mà chạy xuống ở dưới rồi đó, thì bây giờ dân tị nạn quá đông đó, dân biến động quá mà, quá biến động luôn, dân quá đông. Mà nếu Do Thái kích hoạt đem binh xuống miền Nam thì vấn đề của người dân tị nạn sẽ giải quyết như thế nào? Nên sáng ngày hôm nay thì cả thế giới đang bàn hoàng họp khẩn cấp vì cái đề tài này. Vì phải làm sao giải cứu 2 triệu dân, 2 triệu dân Palestine đang bị kẹt với cuộc giao tranh này. Giải cứu họ bằng cách nào? Đường nào là cái đường tốt nhất cho họ? Làm cho cả thế giới phải bàn hoàng, phải họp khẩn cấp. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới giống như ông Olaf Scholz điện thoại ngay lập tức với ông Netanyahu và kêu gọi ông ta phải bảo đảm tối đa người dân thường, vì ông ta đã kích hoạt cái kế hoạch thứ hai xuống miền Nam rồi. Và bây giờ không có một cái gì bảo đảm hết. Trung Nguyên nói là cái vấn đề bảo đảm đã có đưa ra nhiều phía cạnh khác nhau. Thí dụ phía bên Mỹ họ đã đề nghị một cái vùng đất kêu là cái vùng đất an ninh, một cái vùng đất hoàn toàn không một viên đạn bắn, do lực lượng của Liên Hiệp Quốc bảo trợ, có nghĩa là cái nơi đó sẽ giữ an ninh với lực lượng của Liên Hợp Quốc, để mà có thể một cái nơi bảo vệ cho người dân tốt nhất có thể. Nhưng cái vấn đề này chưa được thỏa thuận qua bên hai thế lực Hamas và Do Thái chưa đồng ý. Tại sao không đồng ý thì chúng ta cũng đã hiểu. Lực lượng Hamas sẽ lợi dụng dân để mà trốn thoát. Ngày không có dân làm đỡ đạn thì lực lượng Hamas không có cách nào trốn hết. Nên là cái vấn đề mà tìm một cái vùng đất an ninh trật tự nó vẫn chưa được thực thi, thì cái kế hoạch của Do Thái đã đánh phủ đầu. Đơn giản thì ông Do Thái ông đã biết rằng là lực lượng Hamas đã trà trộn xuống miền Nam. Trong 7 ngày trao đổi con tin thì Nguyên bảo đảm với các quý vị là rất là đông lực lượng Hamas đã từ Bắc trà trộn thành dân xuống miền Nam. Cái điều đó không tránh khỏi. Và ông Do Thái ông muốn đánh phủ đầu, đánh cho cái lực lượng miền Nam không có thời gian để tạo cái phòng thủ, đánh bất ngờ. Vì người ta ai cũng chờ đợi nghĩ rằng phải thêm 5 ngày nữa, 6 ngày nữa, 7 ngày nữa giải phóng ở miền Bắc xong thì ông Do Thái ổng mới kích hoạt đi săn lùng bắt chuột cống ở miền Nam.
Nhưng bất ngờ, các quý vị quá bất ngờ luôn, chiều nay ông Netanyahu đã công bố, chiều ngày hôm qua xin lỗi, Netanyahu đã công bố chính thức kế hoạch xuống miền Nam. Và lúc 10 giờ sáng, theo nguồn tin cụ thể cho biết, thì những hình ảnh rõ nét bộ binh của Do Thái bắt đầu đổ xô xuống miền Nam. Theo những hình ảnh vệ tinh, nhiều khu vực khác nhau, 15 chiếc xe tăng, 7 chiếc xe bọc thép bắt đầu đổ bộ dần xuống, đi với một cái tốc độ khá chậm. Nhưng hình ảnh vệ tinh cho biết bộ binh đã đổ bộ xuống. Nên là đây là một cái bản tin khá là khẩn cấp, trong một cái giai đoạn khẩn cấp các quý vị. Tại nó là Nguyên nói là tin nóng nó thay đổi không ngừng, tình hình cuộc chiến chúng ta không biết. Nguyên nghĩ là bữa nay tin không có hay cơ. Tưởng là không hay nhưng mà nó hay không tưởng các ơi. Tưởng mà không hay nhưng mà nó hay không tưởng. Thì cái bối cảnh như thế này á, là phía bên Do Thái nó sẽ đưa ra một cái kế hoạch. Mà cái kế hoạch này nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái sự lo âu về vấn đề người dân thường. Vì cái số lượng người dân ở đó quá đông, quá xá đông. Ngày hôm nay thì phía bên Do Thái cũng đưa chúng ta biết một bản tin khá buồn cho Do Thái. Đó là 3 binh sĩ đã tử vong. Thì Nguyên nói là cái số lượng binh sĩ tử vong của Do Thái nó rất là ít, vô cùng ít. Cái số lượng nó vô cùng ít, bởi vì cái chiến lược của họ đem được cái nhiều thành quả. Và đây là cái con số mà Do Thái lâu lâu Do Thái mới tiết lộ chúng ta biết. Tất nhiên là cho Nguyên nói những con số như vậy là chúng ta chỉ có nghe để tham khảo, nghe để cho biết. Đặt quá niềm tin với những cái con số mà họ công bố thì Nguyên khuyên các bác là đừng có nên quá đặt. Vì chúng ta không lấy cái gì đâu mà xác thật hết. Chúng ta không thể nào xác thật 100% cái con số mà họ tiết lộ cho chúng ta biết. Ngoài ra Do Thái cũng đã tiết lộ chúng ta biết một bản tin cũng khá là lý thú, một bản tin rất là quen thuộc trong diễn đàn, mà Nguyên biết là mấy bác đã thường nghe Nguyên chia sẻ. Một tướng lãnh chỉ huy của lữ đoàn Hamas được vé máy bay đi đoàn tụ ông bà nữa rồi. Sau mấy ngày khá là lắng động, 7 ngày trao đổi con tin khá là lắng động, thì Nguyên đã không cập nhật cho các quý vị cái bản tin là tướng lãnh chỉ huy được vé máy bay miễn phí đi với diện ông bà luôn rồi. Thì ít lắm các quý vị, tại vì sau 7 ngày trao đổi con tin đâu có bắn. Thì bây giờ quay trở lại 1-2 ngày thì ngày hôm nay đã nhận bản tin chính thức. Ông này là trong cái lữ đoàn rất là mạnh của lực lượng Hamas. Nói chung chung là một tướng lãnh của lực lượng Hamas đã đi bán muối, hay là mình có câu nó đi đoàn tụ diện ông bà, đi về nơi xa, nơi ấy bình yên, vân vân và vân vân. Thì lần này thì Do Thái còn kèm kẹp vào một đoạn video để xác nhận cái bản tin. Thì các quý vị cũng biết là nhiều khi mình đưa tin, Do Thái đưa tin thì chưa chắc những cái lực lượng khác, những cái đảng phái khác hay là những cái truyền thông mà đối lập họ tin tưởng cái bản tin đó. Thì đợt này Do Thái còn kèm một cái đoạn video để xác thực, để xác thực bản tin cụ thể nó như thế nào, và nêu đích danh cái ông này đó với cái chức vụ gì trong lực lượng của Hamas. Thì Trung Nguyên nói là cái điều này á, phải nói đó, Trung Nguyên nhắc đó, ngày hôm qua chiếc máy bay trinh thám của Anh Quốc đã bay trên khắp bầu trời của Gaza trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Có thể là nhờ những chiếc bay trinh thám này đã có gửi những cái thông điệp yểm trợ cho Do Thái, và để cho Do Thái có thể tấn công chính xác. Trung Nguyên nói là chưa bao giờ thấy cái cuộc chiến tranh nào mà Nguyên thấy tướng lãnh tử vong á, mà nhiều như vậy, đặc biệt là lực lượng Hamas. Thường mấy ông tướng ít khi nào chết lắm. Các quý vị cũng biết là binh sĩ tử vong chứ tướng ít lắm. Nhưng mà lực lượng Hamas nó anh hùng các quý vị, rất là anh hùng. Lực lượng Hamas là anh hùng, nó là tử vong khá nhiều, vì họ đánh chiến tranh với cái niềm tin. Đây là một cái bản tin mà chúng ta thấy được là Do Thái đã tiết lộ ngày hôm nay, và họ đã chia sẻ cái bản tin này, và để chúng ta biết được là tình hình, cái kế hoạch đã bước đi qua cái giai đoạn 2, là cái giai đoạn nhức đầu, nhức óc. Ngoài ra thì một bản tin khá buồn mà không biết đây là phía bên Hamas họ chia sẻ. Chúng ta đưa tin Do Thái thì chúng ta cũng phải công bằng đưa tin Hamas để chúng ta thấy rõ được là tình hình cuộc chiến nó có nhiều sự biến cố. Ngày hôm nay thì phía bên Hamas họ đã đưa ra một cái bản tin là một cái vụ nổ trước bệnh viện.
đã làm rất là nhiều người thương vong, và họ đổ lỗi và họ cho rằng đây là cái vấn đề của Do Thái đang làm. Trước cái bệnh viện ở tuốt miền Bắc Gaza, một cái khu vực các vị cũng biết là cái bệnh viện lớn nhất ở miền Nam đã giải phóng xong rồi, nó còn một cái bệnh viện ở miền Bắc thì cũng gần xong rồi, ở bệnh viện miền Bắc rồi nó gần xong rồi. Thì ngày hôm nay lực lượng Hamas họ đã đưa ra một cái bản tin và họ đã chụp rất là nhiều hình ảnh về số lượng người dân, vì ở gần bệnh viện lúc nào cũng đông người như kiến. Ở bệnh viện đông người khủng khiếp, ở trong bệnh viện và cả ngoài bệnh viện. Vì sao? Vì là cái nơi tiếp tế, là cái nơi cho lương thực, là cái nơi bị thương vô bệnh viện liền thì ai cũng nằm ở đó gần cái bên hết, có chuyện gì đó. Mà cái khổ là mấy ngày hôm nay không có chịu đi, 7 ngày trao đổi con tin thì lại không chịu đi. Sau 7 ngày ngừng trao đổi con tin thì bắt đầu là cái cuộc chiến tranh nó đã quay trở lại. Bây giờ muốn đi nó cũng khó, muốn đi nó cũng khó các quý vị. Bây giờ cái kế hoạch là từ Bắc xuống Nam mà bây giờ không có đi đâu được nữa hết. Bây giờ cái kế hoạch từ Bắc xuống Nam rồi thì dân đâu có đi đâu được. Cái kế hoạch Bắc xuống Nam mà bây giờ cái vấn đề mà sơ tán dân là không có sơ tán được nữa rồi. Vì ở miền Nam bắt đầu giao tranh rồi, nên đi đâu? Nên là bây giờ là muốn đi cũng không có được. Bây giờ muốn rời khỏi những cái khu vực ở khu vực miền Bắc nó cũng không xong, nó cũng không xong. Nên là đây ở trong một cái thế bí, cái thế kẹt cho người dân rất là khó. Vì họ chọn một cái nơi để họ định cư là cái nơi bệnh viện. Vì thứ nhất là ở đó có y tế, thứ hai chỗ đó nó có trợ cấp. Chỗ đó là để trợ cấp ưu tiên đặc biệt cho những cái thiết bị y tế, thuốc men, lương thực. Nên cái chỗ đó lúc nào cũng có những cái xe hội thập đỏ, những cái xe cứu trợ. Nên là người dân tị nạn thì ai cũng đổ xô tập trung vào chỗ bệnh viện. Và khi có xảy ra những biến cố mà những cái chuyện nổ thì cái thảm họa về nhân đạo thì lúc nào nó cũng nhiều. Trong nguyên nhắc là cái con số nó đáng sợ vô cùng. Nó sắp sửa đến 16.000 người rồi. Thì các vị cũng biết là cái con số Nguyên nói là 2 tháng ở tại Do Thái bằng 2 năm ở tại Ukraine. Chúng ta tính về người dân thường, chúng ta không tính về vấn đề binh sĩ, tính chỉ là người dân thường thôi đó. Đó, thì các vị đáng lo như thế nào? Đó là bản tin liên quan đến cái báo cáo của phía bên Hamas đã cáo buộc Do Thái với cái hành vi tội ác chiến tranh. Và bây giờ cũng liên quan đến cái chủ đề này thì ngày hôm nay thì phía bên tòa án quốc tế ở tại Hòa Lan đã mở ra hồ sơ để điều tra 2 tháng vừa qua về tội ác chiến tranh. Khi chúng ta nói tội ác chiến tranh là chúng ta không nói phe phái bên nào hết. Bên nào sai cũng sẽ bị trừng phạt. Hamas hay là Do Thái, mà chắc là Nguyên nghĩ là trong tim chúng ta hai bên đều sẽ có. Ít hay nhiều đều có. Nên là tòa án quốc tế đã đưa ra cái kế hoạch và đem bữa ngày hôm nay vẫn còn đang làm việc. Và họ sẽ lấy những cái từ hồ sơ một, những cái hồ sơ mà người ta báo cáo lên, và họ sẽ quy hoạch ra để mà điều tra cụ thể những cái sai phạm trong cái cuộc chiến tranh vừa qua. Cái này các quý vị cũng đã theo dõi trong diễn đàn của Nguyên rất là nhiều năm, đó là vấn đề chiến tranh Ukraine và Nga. Thì chúng ta đều biết ở tại Ukraine thì có nhiều nơi mà lực lượng quân đội của Nga đã tạo ra những cái tội ác chiến tranh mà không thể tha thứ được. Bây giờ bữa nay người ta cũng kích hoạt về cái vấn đề này ở tại giữa cái cuộc giao tranh ở tại Trung Đông. Và đặc biệt hơn nữa thì Hòa Lan họ có một cái áp chủ bài. Áp chủ bài của Hòa Lan đó là họ muốn không cung cấp những thiết bị F-35 cho Do Thái nữa. Họ dùng cái đó để làm một cái uy hiếp. Thì chắc các vị hỏi, ủa, F-35 của Mỹ mà Nguyên, F-35 đâu phải của Hòa Lan đâu, mà sao Hòa Lan làm được điều đó? Đúng vậy các quý vị, F-35 là của Mỹ, nhưng cái kho chứa hàng cung cấp những cái thiết bị, chứ không phải là nguyên chiếc máy bay, những cái thiết bị tu bổ, tu sửa, những cái động cơ nhỏ, những cái dụng cụ nhỏ, những cái thiết bị nó nằm ở tại Hòa Lan. Cái kho chính cung cấp cho tất cả châu Âu này, F-35, nó nằm ở tại trụ sở ở Hòa Lan, cái kho ở tại Hòa Lan. Nên là ông Hòa Lan ông nói bây giờ ai mà làm tội ác chiến tranh, ai sai phạm mà ai có F-35 và ai muốn sửa F-35 tôi không cung cấp. Anh thiếu,
Không, tôi không gửi. Tôi không gửi cho anh. Đó là ông lấy cái đó. Cái này là của Mỹ. Cái này là của Mỹ. Mỹ mướn cái kho để ở chỗ Hòa Lan, đơn giản là như vậy. Cái kho để ở tại Hòa Lan. Nhưng mà Hòa Lan người ta có quyền, người ta nói bây giờ nếu là như vậy thì tôi giam cái kho này, tôi giam cái kho này. Tôi cái kho này không có nhúc nhích gì hết trơn á, nằm nguyên đó cho tôi. À, máy bay thì nguyên nó là cái máy móc nào nó cũng hư. Trời ơi, có ai bảo đảm cả đời đâu. Các quý vị đi mua cái telephone nó bảo đảm 2 năm guarantee, 2 năm bảo đảm thôi. Nhiều khi cái máy được 5 năm. Vũ khí, máy bay, xe tăng, cái gì nó cũng bảo đảm. Cái gì nó cũng có bảo đảm nhưng mà nó có giới hạn. Nó có giới hạn và cái gì nó cũng có hư hao. Và nó phải cần cái sự tu sửa. Cũng giống như cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đó. Cái vấn đề nhức đầu nhất đó là phải sửa xe tăng và xe bọc thép. Tốn kém rất là nhiều, sửa xe tăng và xe bọc thép tốn kém rất là nhiều. Và những cái máy móc và thiết bị đó mà để tu sửa đó, nó đắt rất là đắt tiền rất là nhiều. Nên là cái vấn đề hiện bây giờ Hòa Lan họ đang nắm những cái vật liệu, Nguyên phải dùng cái câu là vật liệu, những phụ kiện, chính xác hơn là những phụ kiện của F-35. Và hiện bây giờ thì họ lên án những cái quốc gia nào mà có sai phạm, họ nói là ai mà có sai phạm trong chiến tranh thì từ nay sắp tới các bạn mà hư F-35 thì bỏ, không sửa được sửa nữa, vì tôi không có gửi những phụ kiện cho các quý vị sửa. Tôi sẽ không gửi những cái phụ kiện các vị thì máy bay nó sẽ không hoạt động được. Đây liên quan đến tòa án quốc tế của ngày hôm nay ở tại Hòa Lan, cũng là cái nơi đã đưa ra cái lệnh truy nã cho Putin. Cái tòa án này nó khá mạnh, quyền lực nó khá cao, với hơn 120 mấy quốc gia đã tham gia vào. Thì đây chúng ta thấy rõ được là cái sự đoàn kết về luật pháp, bảo vệ nhân quyền, quyền lợi của con người đang đặt trụ sở ở đó. Đó là bản tin liên quan đến sự việc về tòa án của quốc tế. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những bản tin hot liên quan đến những tình hình ở ngoài, đặc biệt là Bắc Mỹ nhà ta. Cỡ này Bắc Mỹ nhà ta có xảy ra nhiều sự việc ở tại Trung Đông. Trung Nguyên nhắc là Mỹ đã điều động ít nhất là 2 hàng không mẫu hạm. Rồi những cái khu trục hạm thì nhiều vô kể, đặc biệt là ở 2 khu vực. Đó là biển Mediterranean, là cái biển mà hiện bây giờ nó gần cái khu vực Gaza. Rồi cái khu biển miền Nam, đó là cái khu biển Biển Đỏ. Biển Đỏ. Mỹ ngoài cái đó ra, Mỹ còn điều động những tàu bè yểm trợ biển miền Bắc, đó là biển Baltic, miền Bắc, để yểm trợ cho Phần Lan, Litva, Estonia ở khu vực miền Bắc. Có thể chung chung là gần đây nhất thì hải quân của Mỹ đã gửi ít nhất là 4 hàng không mẫu hạm ở tại châu Âu. 4 hàng không mẫu hạm ở châu Âu. Mục đích chính là bởi vì họ đang lo cái tình hình biến cố chiến sự nó có thể đột biến, nó có thể thay đổi, không biết được. Không biết là tình hình nó sẽ thay đổi như thế nào. Và để ứng phó kịp lúc, vì các vị cũng biết là một cái hàng không mẫu hạm đi từ Mỹ đến châu Âu nó phải mất nhiều ngày. Và cái điều đó thì không thể chậm trễ trên chiến trường nếu có sự thay đổi bất chợt. Và cái điều đó nên là Mỹ đã muốn củng cố cái an ninh ở khu vực châu Âu và để yểm trợ cho đồng minh và để ngăn chặn tối đa những cái tình hình xấu có thể xảy ra, nên Mỹ đã gửi rất là nhiều lực lượng. Khi lúc đó Trung Nguyên nhắc là nhiều cô chú anh chị em không để ý là lực lượng của Mỹ ở tại châu Âu rất là đông. Gần 200.000 binh sĩ, một trăm mấy, gần 200.000 binh sĩ gần đây. Tổng cộng bây giờ nếu mà cả luôn mà kêu là thủy binh lục chiến của Mỹ, hải quân của Mỹ cộng thêm bộ binh của Mỹ đóng đô là gần 200 ngàn ở tại châu Âu, rải rác khắp nơi. Căn cứ của Mỹ ở gần như là khắp mọi nơi ở tại châu Âu. Ở tại Anh Quốc cũng có căn cứ của Mỹ. Ở tại Ba Lan là hai Ba Lan căn cứ lớn nhất. Đức căn cứ của Đức. Ở tại Rumani, ở tại nhiều nơi khác, Mỹ có rất là nhiều căn cứ. Một căn cứ cứ mấy chục ngàn, mấy chục ngàn, mấy chục ngàn như vậy. Cứ rải rác khắp nơi. Hai cái nơi căn cứ lớn nhất là một cái ở Đức và một cái ở Ba Lan. Đó là căn cứ lớn nhất, là Ba Lan tới hơn 30.000 binh sĩ đóng đô, bên Đức cũng tương tự như vậy. Chưa nói lực lượng Liên minh NATO mà Mỹ yểm trợ, có nghĩa là qua cái sự chỉ huy không phải của Mỹ mà qua chỉ huy của ông John Stoltenberg, là Mỹ đã điều động gần 40-50.000 để yểm trợ cho cái lực lượng NATO, do không phải là do Hoa Kỳ chỉ huy mà do chính thức ông John Stoltenberg
là tổng thư ký của Liên minh NATO chỉ huy, nên là lực lượng của Mỹ bây giờ ở tại châu Âu khá đông, với Trung Đông tính luôn khu vực đó nha, Trung Đông và châu Âu là gần 200.000. Lý do Mỹ có sự hiện diện bởi vì cái tình hình chiến sự nó đã có sự thay đổi từ cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, và sợ nó sẽ dẫn đến cái vấn đề vũ khí hạt nhân, nên là lực lượng nó phải sẵn sàng cho cái cuộc chiến đấu bất chợt các quý vị. Nên là cái điều này á, là cái điều mà chúng ta thấy rõ được cái số lượng binh sĩ rất là đông ở Hoa Kỳ đang ở châu Âu sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lúc nào bùng phát. Mỹ đã làm cái gì trong ngày hôm nay ở tại Biển Đỏ? Thứ nhất á, là Mỹ đã hộ tống những chiếc tàu hàng hóa, chở hàng hóa, vì cỡ này cái Biển Đỏ nó không được trật tự. Trong nguyên nhắc là Biển Đỏ là một chiếc tàu hàng hóa của Do Thái đã bị cướp và tất cả những người thủy thủ đã bị bắt làm con tin. Một chiếc tàu dầu hỏa bị đánh cướp nhưng bị ngăn chặn thành công, là bị lực lượng của Hoa Kỳ đã giải cứu thành công, thì cái điều đó chúng ta không nói. Gần đây nhất thì ở tại Biển Đỏ thì bắn qua bắn lại thường xuyên. Bản tin cụ thể cho biết là ngày Chủ nhật, Mỹ đang hộ tống một số lượng tàu hàng hóa vận chuyển trên cái bờ biển Đỏ an ninh trật tự, thì đã một số lượng máy bay không người lái đã tấn công vào hạm đội của Mỹ, bắn từ Yemen. Có nghĩa là họ tấn công thẳng vào hạm đội của Mỹ, họ nhắm thẳng vào hạm đội của Mỹ, mục tiêu của họ là tiêu hủy hạm đội của Mỹ. Nhưng cái may mắn thay thì cái hệ thống phòng không của hạm đội của Mỹ đã kích hoạt và đã ngăn chặn thành công 3 máy bay không người lái đã muốn tấn công vào hạm đội của Mỹ. Đây là cái báo cáo cụ thể chúng ta biết, đây là Nguyên nói là đổ dầu vào lửa. Thực tế tình hình cụ thể trong mấy ngày gần đây, Nguyên nói Mỹ đã bắt đầu oanh tạc ở tại Syria, ở tại Yemen, ở tại Iran, những cái nơi mà Mỹ cho rằng là những nơi lực lượng khủng bố đã tấn công vào căn cứ của mình, và họ khiêu khích không ngừng, họ bắn rocket vào căn cứ của Mỹ không ngừng. Mỹ có 2 căn cứ, một ở tại Iraq và một ở tại Syria. Thì 2 tháng gần đây thì hình như mỗi ngày đều có 1 hay 2 cái rocket tấn công vào, nhiều lúc thành công, nhiều lúc thất bại. Thì các quý vị cũng biết là hệ thống phòng không dù tốt cách mấy nó cũng không thể ngăn chặn được 100% được. Dù nó có siêu đẳng cách mấy thì nó ngăn chặn được 95% là tuyệt vời lắm rồi. Nên là trong thời gian vừa qua thì Mỹ cũng bị tổn thương về những sự tấn công không ngừng, và họ khiêu khích Mỹ thì ông Mỹ ông đáp trả. Ngày hôm nay thì báo cáo của Mỹ cũng cho biết, khẳng định là bữa Chủ nhật vừa qua thì Mỹ đã oanh tạc tấn công vào trụ sở ở tại Iraq. Và trong cái oanh tạc tấn công đó thì lý do mà Mỹ tấn công đó là Mỹ đáp trả với cái cuộc khủng bố gần đây. Đặc biệt là Mỹ công bố đã có 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Đặc biệt là 5 kẻ này, 5 kẻ trong cái lực lượng yểm trợ đến từ Iran và đồng minh thân cận của Hamas. Và những kẻ này đã là kẻ thủ phạm tấn công nhiều lần vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Nguyên thấy có cái dấu hiệu là bắt đầu có ai đó đã muốn thúc đẩy cuộc chiến tranh này nó lan rộng bằng cách là khiêu khích Hoa Kỳ, khiêu khích Do Thái. Rõ nét các vị, cô Nguyên có nhắc lại nha, lúc mà trao đổi con tin thì ngay lập tức đã có sự khủng bố. Sau đó thì cái thời gian mà cái con tin nó chưa chấm dứt, cái thời gian mà cái hợp đồng trao đổi con tin nó chưa chấm dứt thì là người ta đã tấn công rocket vào phía bên Do Thái. Và cái thế lực đứng sau lưng bức màn nó không muốn cuộc chiến tranh nó lắng động. Và nó muốn tiếp tục cái cuộc chiến tranh là nó bùng phát. Và nó cứ châm mồi vào lửa bằng cách làm gì? Là cứ thúc đẩy tấn công Mỹ để ép Mỹ phải có hành động. Rồi khi Mỹ hành động thì đổ lỗi cho Mỹ là kẻ khởi đầu cái sự mọi sự việc cuộc chiến. Mỹ là kẻ tội đồ. Thì nhưng mà họ tấn công không ngừng, Mỹ không có thể đứng ngoài không bắn được. Anh bắn tôi phải đáp trả chứ. Tôi đâu có rảnh nữa không, mà một cái quy nó là một cái quả tiễn Patriot, nó đến hơn 2 triệu đô. Cái quả tiễn phòng không. Bây giờ tôi cứ xài cái quả tiễn của tôi để bảo vệ ngoài đâu có được. Tiền đâu mà tôi cứ bảo vệ ngoài. Cái quả tiễn Patriot bảo vệ đó, một cái quả tiễn phòng không đó là 2 triệu rồi, 2 triệu đô rồi. Bây giờ tôi đâu có bảo vệ hoài được. Nên là nhiều khi Mỹ phải, họ ép Mỹ để cho Mỹ phải đánh phủ đầu.
Đó là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ để cho các quý vị ở Hoa Kỳ cũng biết là tình hình của Mỹ ở tại Trung Đông bắt đầu nó càng ngày nó càng nóng, nó càng ngày nó càng lo cô chú và anh chị em. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những sự kiện nổi bật khác. Chúng ta sẽ nói về những bản tin lên kêu gọi trước đi ha. Bản tin kêu gọi thì nhiều quốc gia ngoại giao trên thế giới, dẫn đầu là quốc gia Pháp qua bà Catherine, đã kêu gọi cái sự ngừng bắn bền vững. Vì kêu là ngừng bắn, hiện bây giờ họ không nói hòa bình nữa, vì đối với họ là quá xa vời. Hiện bây giờ mấy nhà ngoại giao, mấy ông chính trị gia chưa có ông nào kêu đàm phán hòa bình đó, vì đó họ biết là không thế nào được. Nên họ chỉ có nhu cầu duy nhất là tạm thời ngừng bắn lâu bền. Vì nhiều nhà ngoại giao cho biết rằng là trong một cái bối cảnh và cái tình hình ở miền Nam nó quá đông đúc dân, và cái kế hoạch của Do Thái ngày hôm nay đã chính thức đã bước vào đi xuống miền Nam, thì nó dấy lên một cái sự lo âu rất là lớn về vấn đề bảo vệ người dân thường. Nên hiện bây giờ họ nói bây giờ cho các ông cho chúng tôi ngừng bắn đi, để chúng tôi kiếm một biện pháp để giải quyết vấn đề người dân cái đã. Nhưng đây là cái đề nghị nhưng mà chưa thấy phản hồi qua bất cứ một cái thế lực nào cả. Trung Nguyên nói là lực lượng Hamas đang bị bao vây, giống như là con chuột cống đang chui xuống ống cống mà không có một cái lối thoát nào cả. Nhưng họ vẫn không đầu hàng. Họ còn những cái lời vô cùng cứng rắn. Họ không chấp nhận sự thất bại và chịu thua. Và họ vẫn cho là cuộc chiến tranh này là họ là người điều khiển, và cuộc chiến thắng đang nằm trong tay của họ. Nguyên nói là ảo tưởng như sức mạnh là khổ lắm các quý vị. Phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Hãy biết khả năng của mình nó nằm ở đâu, vị thế của mình ở chỗ nào, và chúng ta hãy nên làm cái gì. Cái điều là Nguyên nói á, đánh chiến tranh với niềm tin và ảo tưởng sức mạnh thì nó dẫn đến những cái thảm họa rất là lớn. Bây giờ tới bây giờ thì lượng Hamas họ vẫn cho là họ đã chiến thắng. Tới bây giờ giây phút mà Nguyên đang tâm tình với các quý vị thì những cái báo cáo của Hamas vẫn cho là họ là người đã chiến thắng cuộc chiến này. Thì Nguyên không biết họ thắng như thế nào. Cái điều đó thì Nguyên không biết. Nguyên chỉ có thấy họ đã gieo lên cái sự tội ác và gieo lên cái đau thương cho người dân của họ thôi. Dạ. Nguyên thấy họ đi gieo lên cái đau thương cho người dân Palestine. Chứ trong cặp mắt của Nguyên thì Nguyên không biết họ thắng cái chỗ nào cả. Vì đối với Nguyên, thắng lợi nó nằm ở đâu? Nó nằm diện tích đất đai. Thắng lợi nó nằm ở chủ quyền quản lý. Chứ Nguyên không biết họ thắng lợi cái gì. Thì Nguyên không có biết cái quan điểm thắng lợi của họ. Vì ai cũng có cái nhìn về cái vụ thắng lợi hết. Thì cái quan điểm thắng lợi của họ nó khác biệt với cái quan điểm thắng lợi của Nguyên. Nên là Nguyên không có thể nói được. Thì tới bây giờ thì họ vẫn cho là họ đã thắng lợi. Và cái họ không thấy hối hận với cái sự khiêu khích Do Thái ngày 7 tây tháng 10. Và họ cho là cái hành động của họ là chính nghĩa. Nó khổ là chỗ đó đó. Khổ là chỗ đó. Nguyên không nói ai đúng ai sai. Nguyên chỉ nói là khi chúng ta làm bất cứ một cái điều gì thì chúng ta phải biết người biết ta. Phải biết cái vị thế mình ăn ở đâu. Cũng giống như Nguyên nói đó. Ở Việt Nam nó không cho nói. Rồi nói hỏi sao ta không bắt. Mình phải biết cái vị thế đất nước đó. Giống như Nguyên ở nước ngoài thì Nguyên nó thao thao bất tuyệt. Nguyên lên án ông này, Nguyên lên án bà kia, Nguyên lên án Tổng thống Pháp, Nguyên khiêu khích Tổng thống Joe, Nguyên chập gãy bánh xe ông này, buồn buồn đem bắt Trọng ra chơi, buồn buồn nhắc lại bắt Phúc cho cười. Có thể nói không ai làm gì Nguyên được hết. Vì tại sao? Vì ở đây người ta tôn trọng tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ. Người ta tôn trọng cái hiến pháp đó, người ta tuân theo luật pháp. Nguyên biết cái vị thế mình đang ở chỗ nào. Còn ở một cái nơi mà người ta không cho mình nói, mình làm anh hùng thật, mình không sợ quyền lực, mình không sợ áp bức, mình anh hùng. Nhưng đó là anh hùng nhất thời. Anh hùng chỉ có nhất thời thôi. Không làm được cái gì lâu bền hết. Vì Nguyên nói là mục đích của Nguyên làm việc, chúng ta phải không phải là một ngày một bữa. Một cái cuộc cách mạng chính trị nó không đến từ một ngày. Nó đến từ nhiều, nhiều cái tầng lớp xã hội khác nhau và nhiều thời gian. Có thể mất đương cả luôn một cái thế hệ. Bởi vì dân trí phải tăng cao. Nên là đừng có quá vội. Quan trọng không phải là ai chạy lẹ, mà ai chạy về đích cuối cùng. Phải nhớ điều đó. Quan trọng là ai chạy về đích cuối cùng. Chạy lẹ thì khởi đầu lẹ lắm, nhưng lẹ được vài trăm mét thì lại ngừng ở đó. Nên quan trọng là đường bền. Cái đường bền là cái đường quan trọng nhất. Là bền vững.
Nên là trong cái vấn đề mà cách mạng hay là chính trị, lực lượng Hamas, Nguyên không nói đúng sai, cho Nguyên nhắc lại, vì họ đánh giá sai. Đánh giá sai khả năng của mình, đánh giá sai chiến lược của mình, đánh giá sai hành động của mình. Nó đã dẫn đến cái sự thất bại của ngày hôm nay của lực lượng Hamas. Nên là bây giờ họ vẫn cứ khăng khăng với cái lý tưởng và không chịu sự sai lầm của mình. Và họ vẫn giữ cái nguyên trạng đó, họ chỉ có tạo ra cái thảm họa cho chính bản thân cái tổ chức của họ và chính những người dân thường tội nghiệp nhất mà thôi. Và tất nhiên đó là cái nhìn của Nguyên về trong cái sự hành động của họ mà họ đã tấn công ngày 7 tháng 10 vào cho thái của Chúa và anh chị em. Tại sao chúng ta phải nhắc lại ngày 7 tháng 10? Tại vì có lửa thì mới có khói. Mọi sự việc nó khởi sự bằng cái sự việc đó. Nếu không có sự việc đó thì Do Thái cũng không có cái cớ gì, không có cái cớ gì để mà đổ binh xuống khu vực Gaza hết. Do Thái không có cái cớ. Và bây giờ thì tạo cho tôi cái cớ để tôi có thể làm những cái gì đó mà tôi muốn làm. Đó là cái điều đáng tiếc, đáng tiếc. Và bây giờ thì có những cái thế lực khác họ cũng đang muốn làm như vậy. Họ đang đổ dầu vào lửa, họ đang thúc đẩy, họ đang gửi vũ khí cho lực lượng Hezbollah, họ đang gửi vũ khí cho lực lượng ở tại Yemen. Yemen vũ khí từ đâu ra? Khô kết quả tiễn của Yemen từ đâu ra, một cái quốc gia nó nghèo mạt riệp? Các quý vị có thể search trên bản đồ Yemen là các quý vị biết liền. Vũ khí nó từ đâu ra mà nó có thể bắn hoài khô kết như vậy, quả tiễn như vậy? Thì nó có một cái thế lực nào đó, nó đang vẫn tiếp tục đang xúi dục cho cái tình hình ở Trung Đông. Nó không nguội, nó phải lúc nào cũng nắm. Thì Nguyên nó thẳng một câu á, ở Trung Đông càng nóng thì ông Ukraine ông càng lo. Tội nghiệp Ukraine các vậy. Từ lúc bây giờ thì Ukraine hình như là bị bỏ rơi, sức sủng. Hoàng thượng bây giờ là không chịu hồi Ukraine nữa rồi. Từ lúc mà Ukraine bây giờ là nương nương Ukraine bị sức sủng, không ai chịu hồi, không ai tặng quà, không ai yêu thương nữa. Từ lúc mà cuộc chiến tranh tại Trung Đông là chúng ta thấy rõ được là nương nương Ukraine là thấy buồn liền, buồn hiu, quạnh hiu luôn. May mắn là chưa tống vô mà lãnh cung nha, chưa tống vô lãnh cung, nhưng mà bây giờ là buồn hiu luôn. Đó, bây giờ có ai mà thăm hôn hoặc ngáp có ai đến gì không? Không. Đó là thực tế thì chúng ta thấy rõ được đây là một cái bước đi chính trị mà có nhiều thế lực trên thế giới đang giật dây ngầm ở trong của chú anh chị em, giật dây rất là ngầm. Tội nghiệp nó cho Nguyên là tội nghiệp nương nương Ukraine lắm, tội, rất là tội. Mỹ, đại dương Mỹ giờ bỏ lơi luôn, cái vấn đề 64 tỷ rồi phất lờ luôn, tới bây giờ có giải quyết đâu. Bao nhiêu ngày tháng rồi bây giờ nó vẫn nằm im ở đó. Thì các quý vị cũng thấy rõ là cuộc đời nó ngộ lắm các cô chú và anh chị em. Và bây giờ một báo tin cuối cùng chia sẻ cùng các quý vị, đó là báo tin liên quan đến Thái Lan, Kapanikap. Lâu lắm rồi Nguyên không về lại Thái Lan, quá lâu. Kapanikap được sao phải ghé bên Thái Lan mới được. Qua bển khắp. Qua Thái Lan, hỏi đâu qua Thái Lan làm gì vậy? Khắp. Thái Lan thì các vị cũng biết là những con tin bị bắt người Thái Lan khá đông, mà cái điều đó là cho Nguyên rất là gây bất ngờ, là Nguyên không biết là người Thái Lan bị bắt đông như vậy. Thì đã có một nhóm người đã được thả, rất là nhiều người được thả, 20 mấy người đã được thả. Và cái số cuối cùng mới vừa được thả gần đây nhất, đó là số người cuối cùng là 6 người. Thì 6 người này đã trở về nước. Cái vui là như thế này nè các vị. Khi lúc đi qua bên Do Thái á, thì chắc là đi diện lao động hay diện gì đó, đi một cách lặng lẽ, đúng không? Đi không ai biết, đi để kiếm mưu sinh kiếm tiền. Mà đi về trời ơi, hình ảnh súng bay trời ơi, cảnh sát bảo vệ cũng giống như tổng thống vậy đó. Hồi ơi, được giải cứu con tin bị nhốt muốn chết lên bển luôn, bị biết lực lượng Hamas nó nhốt trong hầm trong hố. Rồi nó mới vừa thả mà đi về nước một cái các quý vị. Cảnh sát rồi nó làm giống như là mà kêu là đón tổng thống về nước vậy đó. Báo chí nó chụp hình, trời ơi. Báo chí nó chụp hình làm cho Nguyên tưởng tượng là tổng thống bỗng nhiên một kẻ mà kêu bị bắt, trời ơi, người ta ngược đãi về nước cái giống anh hùng vậy đó. Về nước giống như là anh hùng, báo chí rồi nó bao vanh, rồi cảnh sát rồi nó dẹp đường, rồi xe limousine rồi nó đưa đồ. Cuộc đời nó ngộ thiệt.
Nhiều khi các vị cũng biết là có rất là nhiều bạn của Nguyên, Nguyên nghe rất là quen, nhất là mấy cô phụ nữ đó, khá xinh, thích làm người nổi tiếng lắm, rất là thích làm nổi tiếng, làm đủ thứ cách để nổi tiếng, dùng đủ thứ tiền bạc để lăn xê tên tuổi của mình lên mà cả cuộc đời cũng không nổi được. Vì nó nguyên là cái nghề nghiệp mà kêu là cái nghề nghiệp mà phục vụ cho cộng đồng đó, nó rất là khó. Ca sĩ, nghệ sĩ, những ai mà diễn viên cũng vậy, không phải người nào cũng thành công. Ca sĩ biết bao nhiêu người học âm nhạc, đâu phải người nào cũng là ca sĩ nổi tiếng. Biết bao nhiêu người đam mê đá banh, đâu phải ai cũng là cầu thủ đá banh chuyên nghiệp. Nên là trong những cái nghề nghiệp mà nó được cái tên tuổi, được nổi bật đó, thì người ta tốn kém rất là nhiều tiền để mà lăn xê đó, lăn lên, lăn xê lên. Nhưng mà mấy ông ở bên Thái Lan đâu cần. Bị bắt Hamas về là nổi tiếng luôn, nổi như cồn luôn. Mỗi lần về là Nguyên thấy là dân Thái Lan, trời ơi, nó làm dữ lắm các quý vị, nó làm dữ dội lắm. Mà thấy vậy là cũng có cái lòng người ta yêu mến người dân của người ta, người ta yêu mến dân của người ta, người ta lo lắng dân của người ta. Đó cũng là một cái niềm vui đi, đó là cũng là niềm vui à, về với một cái sự ủng hộ rất là nồng nhiệt, rất là tối đa, cũng là một cái niềm vui an ủi là chính phủ người ta vẫn lo dân các quý vị. Về đối xử giống như là một cái ông hoàng vậy đó, sau những bị ngài giam giữ ở tại phía bên do lực lượng Hamas thì trở về nước. Nên là cỡ này báo chí nó nhắc Thái Lan khá nhiều, Nguyên cũng khá là bất ngờ đó. Vì ít có khi nào mà Nguyên đọc báo Mỹ, báo Pháp, báo châu Âu nói chung á, mà người ta nhắc về đất nước Thái Lan lắm, ít lắm. Việt Nam người ta còn nhắc nhiều hơn. Việt Nam mình như vậy đó mà người ta nhắc nhiều hơn Thái Lan. Nhưng mà cỡ này thì cái tên tuổi Thái Lan người ta nhắc là bởi vì vấn đề chiến tranh Ukraine, xin lỗi, chiến tranh do Thái và Hamas, và con tin bị giam giữ khá nhiều, thì người ta nêu lên vấn đề Thái Lan khá nhiều. Trước khi tạm biệt thì cho Nguyên nhắc lại nữa là Nguyên chỉ có hai kênh. Một cái kênh là Thời sự Biển Đông, còn cái đó là cái kênh CND Trần Phước Việt. Các quý vị không có cái gì phải ngộ nhận hết. Cái khuôn mặt của Nguyên trên cái kênh Thời sự Biển Đông nó đã có rất là nhiều năm, làm việc rất là nhiều năm. Cái kênh sau này mà Nguyên lập để đầu tiên nhất là để làm chính trị của Hoa Kỳ, đó là CND Trần Quốc Việt. Nó là cái kênh được làm vài năm nay mà cũng được một cái số lượng rất là đông các quý vị đã ủng hộ. Cho Nguyên nhắc lại là chỉ có hai kênh, mấy bác đừng nhầm lẫn. Cảm ơn mấy bác nhiều. Và nếu mấy bác có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc thì mấy bác cứ gửi mail. Dạ, có gửi mail mà cho Nguyên nói á, thì cách làm việc của Nguyên á, nó khá là chậm. Vì Nguyên có quá nhiều việc. Nên khi mấy bác gửi mail là Nguyên chưa có trả lời thì mấy bác đừng có buồn. Vì thực tế là Nguyên không có ba đầu sáu tay được, cái năng lực của Nguyên nó có giới hạn. Cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em. Bye bye cô chú anh chị em. Dòng suối tóc đưa tôi về vùng quê xưa lúa vàng, có những dòng sông uốn lượn quanh, có khói chiều buông trên mái tranh. Dòng nước mắt đưa tôi về vùng quê hương khô cằn, có những bờ đê, những ruộng khô, có những dòng ru sớm trưa nao nề. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người. Bao khổ nhục hôm nay, bao oan thiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông
chờ ngày vui chúng ta sẽ không qua. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lũ, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn cùng dấu cuồng ngông sử sách còn kia có nhớ không. Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Tôi ơi, có nghe tôi réo gọi nơi đây xa xôi, nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người. Bao khổ nhục hôm nay, bao oan khiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông, chờ ngày vui chúng ta sẽ khóc hòa. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lũ, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông sử sách còn kia có nhớ không. Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, quê hương tôi ơi, có nghe